Kính chào các quý thầy cô, video này sẽ hướng dẫn các thầy cô đăng một hình ảnh lên trang môn học của chúng ta. Ở đây ví dụ tôi muốn đăng một hình ảnh lên bài số 1, chúng ta chọn vào Edit Summary. Để đăng hình, chúng ta chọn vào biểu tượng Email. Chúng ta có thể nhập trực tiếp đường link của hình ảnh lên trên này, hoặc là chúng ta lấy từ máy tính của chúng ta ra thì chúng ta chọn vào Browse, chọn tập, chúng ta nhấn vào Upload this file. Chúng ta có thể chỉnh sửa được kích thước hình ảnh mà chúng ta muốn hình ảnh của chúng ta thể hiện ở trên website. Ở đây ví dụ ở đây tôi muốn hình ảnh của chúng ta có kích thước là 500 x 500, và chọn vị trí hiển thị của hình ảnh lên trang. Nhập vào mô tả của bức hình. Và cuối cùng chúng ta nhấn vào Save Change. Như vậy là một hình ảnh đã được đăng thành công lên trang bài học của chúng ta, như các thầy cô có thể thấy ở đây.